đã quy giữa Phật đài. Nguyện rằng đệ tử dứt trần ai, mong nhờ được huệ soi đường tôi. Chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm say. Đắm say một phút cõi lành xa, sớm tình trì tâm ma chống quỷ ta. Để tiếp tục chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo quả hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên Trần Thị Phương Kiều thuyết giảng đề tài tìm hiểu ý nghĩa 6 câu trong quyển 5 khuyến thiện Đức Thầy Quỳnh Giáo Chủ sáng tác tại Sài Gòn năm Tân Tỵ 1941. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo con, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đau mắt, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Kính mời giáo viên đến diễn đàn chia sẻ qua đề tài điều trên. Trân trọng kính mời. Với một tinh thần thương thầy lo đạo, thế nên hôm nay đã làm cho buổi tuyên dương giáo lý Phật giáo hòa hảo hôm nay được trở nên tôn nghiêm và long trọng, đứng trước chân ảnh uy nghi tôn kính của Đức Tôn Sư. Lời nói đầu tiên tôi xin chân thành gửi đến toàn thể quý liệt vị lời thăm hỏi ân cần và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, như lời sứ ngôn viên vừa giới thiệu thì giờ trao đổi đạo đức tiếp theo thì chúng tôi đảm trách qua chuyên đề, đó là tìm hiểu ý nghĩa 4 câu kim ngôn trong khuyến thiện quyển 5. Kính thưa quý vị, mục đích của chư Phật lâm phàm là để khai thị cho tất cả chúng sinh được ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là làm cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ và tôn thành Phật giống như Ngài. Bởi chữ khai là mở ra, thị là mở ra con đường giác ngộ để cho chúng sinh nhận biết được sự thật, không còn có các sự mê lầm dối dạ. Ngộ là thấu biết được lẽ thật, nhập là vào được, Phật là bản giác của tất cả chúng sinh đồng với chư Phật không khác. Tri là biết, kiến là thấy, có nghĩa là mở ra con đường giác ngộ để cho chúng sinh tu hành theo các phương pháp mà Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy để được nhận thấy được Phật tâm, bổn tánh của mình. Có nghĩa là giàu được ngộ nhập Phật tri kiến, nghĩa là kiến thấy được Phật tánh của mình và được giải thoát. Thưa quý vị, như vậy thì khi lâm phàm khai đạo, Đức Tôn Sư của chúng ta đã quán cơ và quán pháp về chư Phật ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Khi các ngài lâm phàm khai đạo đều phải quán cơ và quán pháp mới có thể cứu độ chúng sinh được. Có nghĩa là quán năm điều: một là quán thời cơ đã đến, hai là quán cơ duyên Phật pháp của chúng sinh đã đến lúc chín mùi, ba là quán phải khai đạo tại nơi đâu mới phù hợp, bốn là quán ai là người có đầy đủ phước đức thiện duyên để làm cha mẹ của ngài, năm là quán căn cơ trình độ của chúng sinh tiến hóa vào từng thời kỳ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như Đức Thầy kính yêu của chúng ta phải quán căn cơ trình độ của chúng sinh tiến hóa vào từng thời kỳ, mà các ngài phải phương tiện pháp như thế nào mới có thể phù hòa với từng trình độ căn cơ ấy của chúng sinh, mới có thể giáo hóa và độ tận được. Cho nên trong bài sứ mạng, Đức Tôn Sư đã cho biết ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão
vì thời cơ đã đến. Cho nên đúng vào chiều ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ấy, Đức Tôn Sư chúng ta đã lập bàn hương án tế cáo Hoàng Thiên trình với Đức Ông, Đức Bà để khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, mở đầu một kỷ nguyên giáo dân hướng thiện. Đức Thầy nói, đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dựng đạo đời, đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi nơi thạch bàn. Và đồng thời, khi Đức Thầy của chúng ta lâm phàm khai đạo thì Ngài đã cho biết, Ngài đã dâng năm sắc lệnh để lâm phàm khai đạo vào thời kỳ cùng cuối của buổi Hạ Quân Mạt Pháp. Một, điên này dâng lệnh Minh Dương với lệnh Phật Đường đi xuống giảng dân. Hai, Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng Thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Ba, thừa dâng sắc lệnh của trời cùng ông Phật Tổ giáo đời khuyên dân. Bốn, muốn tu tỉnh nay đã gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Năm, ta thừa dâng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giáng truyền khai đạo pháp. Ngày đó Đức Thầy chúng ta khai đạo để cứu độ, thưa quý vị. Và đồng thời Đức Thầy đã quán căn cơ trình độ của người cư sĩ chúng ta vào thời kỳ mạt pháp tình nặng, nghiệp dày chướng sâu huệ cạn, căn tánh hạ liệt, cho nên không thể nào lãnh hội kinh Phật nổi. Quá mắt mỏ bởi chân phản ngữ nên người đời khó khiến cho ra mỏ chuông bài, đọc tụng ó la chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Cho nên Đức Thầy đã phương tiện hóa toàn bộ tam tạng kinh điển, tức là kinh luật nguyên thủy, chánh pháp vô vi của Phật Thích Ca khi xưa, và phương tiện hóa toàn bộ kinh luật của Phật thành ra trệ giảng của Phật giáo Hòa Hảo ngày nay, mới phù hòa với tất cả căn cơ trình độ của chúng sinh vào thời kỳ mạt pháp, mới có thể giáo hóa và độ thật được. Cho nên trong giáo lý Đức Thầy cho biết, quyết dạy trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Lời thường không phải thách quý vị thôi, lời thường là tiếng thường dùng, tiếng mẹ đẻ thân yêu, tiếng Việt ngữ. Lời thường là tiếng địa phương, để cho người cư sĩ ít học chúng ta vốn thở nào mà nghe giáo lý hay là hiểu được là tu được. Tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Quý vị nghe hiểu không? Hiểu mà hành dễ không? Không bao giờ dễ, phải không? Qua sông nhờ được cầu lan, tu hành nào đợi chùa an làm gì? Quý vị có ở chùa không? Không có ở chùa mà quý vị có tu không? Có. Giác ngộ là tu như vậy, không giác ngộ bỏ mình vô chùa làm rối ren cái chùa của người ta, không tu được đâu. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Đây là pháp đại rồi của Thầy, phải không? Cho nên Đức Thầy đã sử dụng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ thân yêu, chứ không sử dụng tiếng Phạn, tiếng Hoa, tiếng Pha Li, Phan Rít như ngày xưa Phật đã thuyết đối với bậc thượng căn, trung căn. Đời mạt pháp chúng ta là bậc hạ căn hạ trí, cho nên Đức Thầy mới diệu dụng phương tiện pháp, xuống nói đến pháp tiểu thừa như Đức Phật Thích Ca sau khi quán căn cơ. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca đó ngồi thiền định dưới cội cây bồ đề, chứng được quả là thánh, hoặc là chứng được tam minh đó, có nghĩa là túc mạng thiên nhãn và lậu tận, tức là chứng quả thành Phật trọn vẹn, thì Ngài đã quán dùng Phật nhãn để quán túc mạng và nhân duyên của chúng sinh. Đức Phật Thích Ca thấy được tất cả chúng sinh đều có Phật tánh tròn đầy trong sáng thanh tịnh giống y như Ngài không khác. Nhưng tại sao chúng sinh không là Phật mà là những chúng sinh khổ não? Vì Đức Phật cho biết đó, là tại do chúng sinh bị vô minh cho nên mới nhận thấy lầm nhận lộn. Từ cái thấy lầm nhận lộn này, chúng sinh mới bảo thủ cái giả làm thật, thấy cái thật làm giả, thấy tà nó chánh, gặp chánh tưởng tà, từ đó mới tạo nên ác nghiệp. Và cái ác nghiệp đó đã hội đủ nhân duyên, nó sẽ cho ra thành quả khổ đau sanh tử luân hồi, cứ thế mà lên xuống trong ba cõi sáu đường, xuống lên lên, không bao giờ. Cho nên hôm nay để phương tiện quá ngôn ngữ để cho chúng sinh dễ hiểu mà tu được mới đi đến chỗ gì, thành đạo và giải thoát được. Do đó trong giáo lý của Đức Thầy chúng ta mới có câu rằng: ta yêu chúng viết ra giảng kệ,
khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa bốn câu kim ngôn trong Khiếm Thiện quyển 5 được Đức Tôn Sư chúng ta sáng tác tại nhà thương chợ quán năm Tân Tỵ 1941, dài 776 câu bằng văn biến thể lối thuyết giáo, mở đầu bằng câu là băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn và chấm dứt bởi câu sĩ sức văn từ dốc dạy khuyên. Trong Khiếm Thiện quyển 5 này đoạn Đức Tôn Sư chúng ta có đề 6 câu kim ngôn như sau: mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chia cho bằng ta sớm lo toan gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật đến lâm chung quả lầm, đâu mất cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Như vậy thì 6 câu kim ngôn trên mỹ ý công xin dạy chúng ta những gì, thực hành đúng sẽ được lợi ích ra sao, thực hành sai tai hại như thế nào. Đó là nội dung chi tiết của vấn đề mà hôm nay tôi sẽ trao đổi và trình bày cho toàn thể quý vị tìm hiểu ý nghĩa 6 câu kim ngôn trong Khiếm Thiện quyển 5. Câu thứ nhất Đức Thầy viết: mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ. Chữ mau là sớm, thức tỉnh là giác ngộ, chữ tu là sửa thân là mình. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, nếu chúng ta không giác ngộ tu thì sẽ trễ mất 3 điều. Thứ nhất là trễ hội long qua, thứ hai trễ rồi khi vô thường đến, thứ ba trễ rồi khi quả nghiệp đã kết thì có chạy đường trời cũng không thoát khỏi. Thưa quý vị, như vậy thì Đức Thầy đã mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ. Tất cả con người chúng ta đều có thân, thấy không? Nhưng thân này chúng ta xác định theo chân lý nhà Phật chỉ dạy đó, thân này là do bốn tố chất trong tự nhiên hiện thành nó. Đó là chất đặc, chất thịt và chất xương thuộc về đặc, thuộc về đất. Mà chất đặc thuộc về đất. Và máu trong con người chúng ta thuộc chất lỏng, thuộc về nước. Hơi thở thuộc về gió. Sức nóng trong cơ thể thuộc về lửa. Tứ đại hiệp thành, tứ đại hiệp thành. Cho nên thân con người chúng ta là Đức Phật cho biết là do tứ đại giả hợp, là do chướng nghiệp sanh ra thân này. Cho nên thân này phải chịu sự chi phối của dòng nghiệp. Căn bản là nó phải thọ lấy 8 sự khổ, 4 sự khổ về thân và 4 sự khổ về tâm. Còn thân của các bậc tiên gia là phước báo sanh nha quý vị. Thân này không có bệnh tật giống như chúng ta, nhưng vẫn còn hữu lậu. Cho nên các bậc tiên gia chưa phá sạch lậu hoặc thì vẫn còn sanh tử. Phải tu cầu đạo giải thoát thì mới có thể ra khỏi tam giới và dứt trừ sanh tử. Phước báo sanh, thân tướng vô cùng đẹp đẽ, hào quang rực rỡ. Còn thân của Đức Phật, Đức Thầy chúng ta là do công đức sạch. Thân này là thân kim cang bất hoại. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch, khỏi gì khổ lão. Cho nên thân của Phật của Thầy là kim thân bất hoại, là công đức sanh ra thân đó, không có còn sanh bệnh lão tử. Còn thân chúng ta là thân tứ đại. Cho nên thân này tuy rằng chúng ta có, nhưng thân người của chúng ta là dễ mất mà khó được, dễ đọa mà khó siêu. Nếu như không giác ngộ tu, sau khi bỏ thân này chúng ta tạo 10 điều ác, đọa vào tam ác đạo. Tu 10 điều thiện được lên thiên đường, về cõi tiên giới hưởng phúc, diệt trừ hết tam nghiệp thập ác, và tu đó hành bát chánh đạo theo lời Thầy dạy thì được giải thoát. Thưa quý vị, cho nên căn bản thân của chúng ta bị nghiệp lực chi phối. Vậy thì nghiệp là gì? Đồng đạo chúng ta có biết nghiệp là gì không? Chúng ta đã từng nghe nó giảng nghiệp, 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 mà có biết nghiệp là gì không? Nghiệp là gì chứ quý đồng đạo? Xin thưa, Đức Thầy dạy nghiệp là những tập nhân sinh ra quả khổ. Mà Đức Phật Thích Ca đã giảng nói ở trong phần tập đế gồm có tam nghiệp, thập ác, lục căn, lục trần, lục thức, ngũ uẩn, bát tà và thập nhị nhân duyên, vân vân và vân vân. Đây là những tập nhân sinh ra quả khổ. Nguyên nhân mà chúng ta thọ tám sự khổ này là bắt nguồn từ những tập nhân sinh ra quả khổ. Muốn dứt trừ tám sự khổ này thì hành giả phải ngộ được chân đế thứ hai, đó là tập đế. Phải biết được nghiệp sanh ra từ đâu. Đức Thầy cho biết nghiệp sanh ra từ vô minh. Vô minh là cái gì quý vị? Vô minh là không sáng. Chữ vô là không, minh là sáng. Vô minh là không sáng. Vậy tội không sáng là gì? Mình trả lời là mê tối.
hỏi nữa, mê tối là cái gì? Mình nói mê tối là nhận lầm xử lý, hỏi không? Nhận lầm xử lý, nhận quỷ làm chân, nhận tà làm chân. Khi chúng ta đến thế gian này, đầu tiên chúng ta nhận lầm cái gì? Nhận lầm cái thân tứ đại này là thiệt thân của mình. Để rồi chúng ta mãi lo o bé sửa sang, dồi mài cạo gọt, cưng nó, giữ nó, như tích trữ con tiền dành cho nó ăn, dành để thuốc thang cho nó uống, kiếm tìm thân sắc cho nó vui, xây dựng cửa nhà cho nó ở. Chúng ta nhận lầm thân tứ đại này là thiệt thân của mình. Từ đó những thứ mà thân này có được đều là thiệt có. Nhận lầm thân này là thiệt thân của mình, nhà cửa, đất đai, điền chiên, sự sản, vợ đẹp, con cưng, chức tước, quyền cao, uy danh, lừng lẫy đều là của ta. Nhận cái giả làm thật, từ đó chúng ta mới sanh ra thử tham ái chấp lấy rồi bảo thủ. Cho đến một ngày hơi thở dứt đi thì buông hết. Cho nên Đức Thầy nói cuộc đời con người chúng ta có hai lần không. Chúng ta chính là anh trần dân trụi đó chứ quý đồng đạo. Chúng ta đến thế gian này ngoài tấm thân trần trụi, hai bàn tay trắng không mang theo thứ gì đến thế gian đó. Và đến thế gian chúng ta nhận lầm của ta, cái gì cũng của ta, vợ của ta, chồng của ta, đất của ta, nhà của ta, giường của ta, ấy không, vàng của ta, bạc của ta, chức của ta, quyền của ta. Cho đến một ngày nào đó hơi thở dứt đi, mãn một đời tạo ác rồi, nghiệp quả đã kết rồi, đến khi hơi thở dứt đi thì buông hết. Chúng ta lại trở về với thân phận của anh trần dân trụi, ấy không, cha sanh mẹ đẻ trùi lũi là có thứ gì đâu, phải không quý vị? Trở về với thân phận của anh trần dân trụi, khi chúng ta trở với thế gian này có hai bàn tay trắng, trở về với một lần không thứ hai, không mang theo cái gì ngoài tội và hướng. Cho nên Đức Thầy mới ý thức chúng sinh về đạo lý vô ngã vô cùng thâm diệu của Thầy. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của, đêm rài hầu non chỉ có tội phước hỏi, còn đến nơi thẩm phán cửa Sơn Diêm Đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa, nhiều ngày thảm thê chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toán, ngày nay sớm đến Phật đàn tu, cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắt nghèo dài khôn luân hồi. Đúng không vậy? Cho nên chúng ta khẳng định rằng thân này phải thọ bốn sự khổ, đó là sanh bệnh lão tử, và bốn sự khổ về nội tâm, mưu cầu chẳng thoại khổ, thương yêu xa lìa khổ, quán thù gặp nhau khổ, giàu nghèo lo sợ khổ, vua khổ, quen khổ, đại gia khổ, ăn mày khổ, kẻ trí khổ, người ngu khổ, người giàu khổ, người nghèo khổ, tất cả chúng sinh đều chìm trong biển khổ, duy chỉ có một con đường thoát khổ mà Đức Thầy đã khuyến tấn chúng ta. Hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trăm lê thử bước vào đường tu. Chỉ có đường tu hết khổ thôi, tại sao vậy? Vì trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Mình muốn về cực lạc dễ không quý vị? Không dễ nha, không hề dễ. Thưa quý vị, chúng ta đang ở cái miền gì? Cái miền cực khổ, cái miền cực nhọc. Không phải thiên đường mà đấy là địa ngục trần gian. Địa ngục trần gian, Đức Thầy đã biết được trần gian là mộng quyển, tử thần sửa soạn kéo vào quan, kéo vào quan bắt biết bao người cảnh sống xuân dày phỏng mấy mươi, lắm lúc đua chen vui lẫn giận, nhiều khi dùng dậy khóc pha cười, tuồng đời chú phót cho xong tiếng cuộc thế trao dồi mừng tất hơi. Như vậy thì chúng ta muốn chấm dứt tám sự thống khổ này để bước lên con đường giải thoát, để cho thân này không còn phải đi trong sanh bệnh lão tử khổ não nữa, thì chúng ta phải làm gì? Phải phá cho được vô minh. Bởi vì nguyên nhân thứ nhất là gì? Là vô minh sanh khởi ra chướng nghiệp, phải không? Nhân duyên thứ nhất phát khởi từ màn vô minh mà che lấp bản ngã linh hồn, nên làm cho người phải tâm tối mê say, gây tạo ác nghiệp, chịu nghèo luân hồi thống khổ. Các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy ta nên quay lộn ta bà cõi khổ. Ai muốn ra khỏi cái cõi ta bà khổ não này thì phải phá vô minh. Phá vô minh thì chúng ta phải ngộ được chân lý thứ ba của Phật tổ đã giải, đã giảng giải cho chúng ta biết, đó là diệt đế. Các phương pháp diệt đi hỗn dâm sinh tử để vượt quả niết bàn gồm có văn tư tu, giới định huệ, tu thiền, tu tịnh, tu phước, tu huệ, hành bát chánh đạo, rồi mô quan diệt, vân vân và vân vân. Như vậy tôi bài với quý vị có ba phương pháp cốt lõi thôi. Thứ nhất là muốn đoạn trừ vô minh,
thì chúng ta phải diệt cho bằng được căn bản của phiền não, đó là tham sân si, phải không? Như vậy đó thì chúng ta thấy nguyên nhân tại sao chúng ta có bệnh là vì tâm chúng ta có tham sân si. Tâm chúng ta còn bệnh cho nên nó sanh ra thân bệnh, thể có bệnh ắt có tử. Mà Đức Thầy nói trong quyển gì thế nào chú ý đồng đạo không? Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ mau, trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si, chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Mà bệnh khổ không còn ắt là tử khổ không còn, mà tử khổ không còn ấy là giải thoát. Vậy muốn diệt tham sân si thì chúng ta phải ngộ được cái chân đế thứ ba, đó là diệt đế. Sau khi chúng ta tu hoàn mãn diệt đế rồi, diệt đi hột giống sanh tử rồi, chúng ta bước lên con đường thứ tư, đó là đạo đế, tức là con đường bát chánh đạo ra khỏi sanh tử. Siêu diệt không? Thưa quý vị, như vậy muốn diệt tham sân si thì chúng ta phải tu giới định huệ. Nguyên nhân mà chúng ta có bệnh có tử là do tâm chúng ta còn bệnh tham sân si. Đức Thầy chúng ta không còn tham sân si, cho nên Ngài uống axit mà không có chết hay vui gì. Vì tâm của Ngài không còn tam độc, mà chúng ta uống axit là tử mạng tại chỗ liền, tại vì mình còn tam độc chướng, đúng không quý vị? Đúng không? Cho nên chúng ta còn tham sân si, cho nên chúng ta còn sanh tử. Cho nên hôm nay nếu mà muốn diệt tham sân si thì hành giả phải tu giới định huệ. Tu giới định huệ là muốn diệt trừ tam độc phải tu tam học, đó là tam vô lậu học, dứt sạch lậu hoặc vô minh. Vì các pháp của Như Lai đều là chân không bát nhã, là vô trụ tướng. Tu tâm phá tướng kiến tánh thành Phật bằng cách là chúng ta tu giới định huệ. Tu giới định huệ đó là tam vô lậu học để diệt tham sân si. Mà diệt được tham sân si rồi, đồng nghĩa là hành giả đã phá trừ được ngũ uẩn. Mà phá trừ được ngũ uẩn đồng nghĩa là người tín đồ đã đắc được ngũ hương. Muốn đắc được ngũ hương thì phải lấy giới làm căn bản. Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Đắc được ngũ hương đồng nghĩa là hành giả đã chứng được kim thân bất hoại. Trong bài cho họ tà bảo Đức Thầy dạy thế nào chú biết không đạo? Rày tỉnh ngộ ái hà quyết rứt, đèn đạo tâm sáng rực soi đường, cầu tu cho đạt ngũ hương huy hương trí huệ ma dương hải hùng, làm cho chúng phục tùng chân lý trong sắc thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoành, ngoài thì chấp thủ mà ngắn lục trần, phá ngũ uẩn rất lành tham ái tội sân si, cũng phải tảo trừ đem về giác ảnh chân như kim thân thể hiện, dứt trừ tử sạch. Bởi chúng ta biết chúng ta tu theo đạo Phật, đạo là con đường, Phật là giác ngộ. Đạo Phật đi theo con đường giác ngộ. Con đường giác ngộ là con đường gì? Con đường giác ngộ là con đường xả ly tham dục. Nếu trong tâm của hành giả còn chất chứa năm thứ dục, đó là tài lợi, danh vị, sắc đẹp, ăn ngon và ngủ kỹ, thì muôn đời chúng ta không đi sức cõi dục giới này về bên kia cõi Phật A-di-đà được đâu. Có tu bao nhiêu phước báo cũng về cõi thiên nhân hưởng phước, hết phước xuống cõi thế gian, luân hồi sanh tử, bỏ thân này lại mang thân khác, chết nơi đây rồi sanh nơi kia, cứ thế mà trôi lăn trong ba cõi sáu đường không bao giờ. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là phải diệt trừ căn bản phiền não tham sân si. Bởi chúng ta biết con đường theo chân lý của Phật Thích Ca là con đường giác ngộ, từ bỏ hết tất cả những sự tham đắm ngũ dục lục trần, phải không? Thở Phật còn trụ thế. Thì đó, Đức Phật đó một hôm đó, Ngài ngồi thiền định dưới một gốc cây rất là to. Thì vào trời gần sập tối đó, thì có một nhà vua đi di hành ngang đó. Nhà vua mới thấy Đức Phật đang ngồi ở dưới gốc cây, đôi mắt nhắm lại như người đang ngủ. Đức vua mới đến lễ bái Phật, bạch Đức Thế Tôn: nếu như đêm nay Thế Tôn mà ngồi thiền định dưới gốc cây này mà không có một mền chiếu gối, với chiếc áo cà sa nó mỏng dính như thế này, mà cái bằng là thời tiết thì giá lạnh, thì Thế Tôn có ngủ được không ạ? Đức Phật trả lời: nhà vua ơi, ta ngủ rất là ngon, ngủ rất là an lạc. Nhà vua mới thắc mắc hỏi: thưa Thế Tôn, theo con nghĩ đó là phải ngủ trong chăn im, niệm ấm cung vàng điệu ngọc như con bay thì mới ngon được. Chứ Thế Tôn mặc chiếc áo cà sa mỏng dính thế này mà thời tiết lạnh lẽo như thế này thì làm sao mà ngủ ngon cho được. Đức Phật mới hỏi lại nhà
vua. Vậy ta hỏi nhà vua nè, nhà vua nghĩ rằng nhà vua ngủ trong điểm ấm chăn yên an, trong cung vàng điện ngọc, không bị mưa lùa gió tạt, nhà vua ngủ ngon. Vậy ta hỏi nhà vua, nếu như vào khi mà đêm tối trở về, nhà vua ngủ một mình, không có hoàng hậu, không có tứ phi mà hầu hạ đức vua đó, đức vua có ngủ được không vậy? Nhà vua trả lời dạ không. Đức Phật hỏi tại sao? Nó tại vì lúc bấy giờ tham dục nó khởi lên, con ngủ không được, phải có hoàng hậu thứ phi phục vụ mới ngủ được. Đức Phật mới nói này nhà vua, vì nhà vua ngủ trong sự mê đắm ngủ dục, ngủ trong sự mê đắm ngủ dục lục trần, còn ta ngủ trong sự thiền định tỉnh thức, cho nên lòng ta không còn vó dục vọng tham đắm khởi sanh, cho nên ta ngủ rất là ngon. Còn một khi tình dục nó khởi lên thì phải đi tìm nó, ngủ có được đâu, không bao giờ ngủ được, đúng không quý vị? Cái ngủ của Như Lai là trong thiền định tỉnh thức, còn cái ngủ của chúng sinh là ngủ trong mê đắm ngủ dục chứ quý đạo mình ơi. Giữa hai cái ngủ này là khác nhau một trời một vực. Cái ăn của chúng ta là ăn trong sự mê đắm ngủ dục, còn khen ngon chê dở à. Còn cái ăn của Phật là trong sở dĩ, trong sự giác ngộ dứt điểm liềm em. Món ngon cỡ nào, món dở cỡ nào, Đức Phật ăn thì cái vị giác ngộ dục y nguyên vậy thôi, nó không có khác gì hết. Cho nên Như Lai đã lìa xa sự ăn uống ngủ gì, ngủ ra là lìa xa sự ăn uống ngủ nghỉ của thế trần rồi mà mình không có biết. Ngài thị hiện như cho chúng ta thấy được những điều đó để chúng ta từ cái sự tham đắm ngũ dục mà không. Cho nên á, ở Phật còn trụ thế đó, thì á, có một người này là tu theo bà Tha Môn giáo, tức là tu theo tiên giáo. Ông tên là Mông Tai Đen. Ông tu hành chứng được ngũ thông, nhưng người này rất là kính trọng Phật. Một hôm ông dùng thần thông nhổ hai cây băng khổng lồ, ông để nguyên cành rễ và lá, bay đến để cúng dường cho Phật. Khi bay đến nơi, Phật gọi tên ông già. Phật bảo Mông Tai Đen, ông hãy buông xuống đi. Mông Tai Đen buông cây bông bên tay phải xuống. Phật bảo Mông Tai Đen, ông hãy buông bỏ xuống nữa đi. Mông Tai Đen liền buông cây bông bên tay trái xuống. Phật bảo này Mông Tai Đen, ông hãy buông bỏ tất cả luôn đi. Mông Tai Đen liền hồi đáp với Như Lai rằng, bạch Đức Thế Tôn, con đã buông cả hai cái bông xuống rồi, hiện nay trong tay con không còn cái gì để buông bỏ xuống nữa, phải chăng Phật muốn dạy con điều chứ ạ? À? Phật bảo này Mông Tai Đen, ta bảo ông buông bỏ xuống đây không phải là buông hai cây bông xuống, mà ta bảo ông buông bỏ xuống đây là buông bỏ cả sáu căn, sáu trần và sáu thức. Và khi ông đã buông bỏ được tất cả rồi, cho đến lúc ông không còn cái gì để buông bỏ nữa, thì lúc ấy ông mới thật sự thoát ly được cảnh giới khổ đau trong sanh tử luân hồi. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là buông. Đức Thầy nói là nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai nghe những điều âm thanh, mắt giới tay đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi im dịu, đồ thông tho nó ưa nó chịu, chốn xả hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ một béo nó ưa nó mến thân, tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình ý, thì ưa sửa sắc soi hình với chức phận cho cao cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đày. Cho nên á, ngày xưa Đức Phật dạy Mông Tai Đen buông bỏ như thế nào, thì hôm nay Đức Thầy cũng dạy chúng ta buông. Buông cái gì? Buông tham, buông sân, buông si, buông nhân, buông ngã, buông đến lúc chúng ta không còn cái gì để buông nữa thì chúng ta mới được giải thoát. Cho nên hôm nay Đức Thầy mới chỉ dạy người tín đồ rằng đó là chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt, chữ gây gỗ là sân hại diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng, thêm chữ si thiệt quá lòng dòng nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc, chữ nhân nhã cũng là quá gắt ta, chớ nên phân biệt với người, dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thị tướng. Đó là phương pháp phá vô minh. Còn phương pháp thứ hai đó là phá vô minh thì phải làm gì? Phải đi theo con đường bát chánh đạo. Bởi vì đi trên con đường bát chánh đó chưa quý đồng đạo, có nghĩa là trí tuệ là chỗ nha, còn đi trên con đường bát tà là vô
Cho nên Đức Thầy đưa chúng ta từ Bát Đà chuyển qua Bát Chánh để được giải thoát. Nếu ta tìm con đường Bát Chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh là trong sạch nha. Giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ là công phu. Làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét canh, chuyên tâm niệm Phật là tu huệ, giúp thế độ đời là tu phước. Đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang khỏi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Vô minh bị diệt thì hành diệt, hành bị diệt thì thức diệt, thức bị diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập bị diệt thì xúc động diệt, xúc động bị diệt thì thọ cảm diệt, thọ cảm bị diệt thì bảo thủ diệt, bảo thủ bị diệt thì hữu bị diệt, hữu bị diệt thì sanh bị diệt, sanh bị diệt thì lão tử diệt. Ấy là giải thoát vậy, phải không? Đúng không quý vị? Cho nên Đức Thầy nói á, Bát Chánh đạo là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ, tấn triển trên đường giải thoát. Đó là phương pháp thứ hai nha. Còn phương pháp thứ ba, đây mới là phương pháp siêu diệt nhất mà đồng đạo chúng ta thường thường bị thất thủ ở đây. Thất thủ trong cuộc đời này, nếu như quý vị muốn vượt qua ba cái cửa danh lợi và tình để đến được bên kia miệng Phật đó, thì quý vị phải hội đủ năm sức mạnh của tinh thần, mà trong kinh Phật còn gọi là ngũ lực. Đó là tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Nếu chúng ta không điêu luyện khối tinh thần cho mạnh mẽ thì không bao giờ phá vô minh được. Đức Thầy nói người học đạo muốn được mở mang trí huệ cần phải tìm phương pháp diệt cái vô minh tối tâm ngu muội. Muốn diệt cái vô minh trước phải điêu luyện khối tinh thần cho mạnh mẽ, đặng tự lập con đường rõ ràng duy nhất của mối đạo mình đang học, để lấy đó làm cứ một mà bài trừ nè, bài trừ kiết sử hết trơn nè, ha, cậu hoặc hết luôn nè, bài trừ những thành kiến nè, cố chấp nè, thói quen sự chần chờ, lòng ham muốn, tánh kiêu ngạo, tật đố, dèm xỉm, vô nịnh, ích kỷ, tư tâm, sự gây gỗ là sân, mê đắm là si, trong bể dục tình là tham, là canh bẩm phiền não ở đây. Và sự phiền não nó làm cho náo loạn cõi lòng, cái gặp danh nó náo lên, gặp sắc tình ái nó náo lên như thầy đi đại đám mà đại náo thiên cung, tâm không định thì huệ không sanh, nó làm cho náo loạn cõi lòng. Nên khi bài trừ được nó rồi, trí huệ tất mở mang vậy. Nếu hành giả không hội đủ năm sức mạnh của tinh thần thì chúng ta không thể nào thắng được thất tình lục dục, không thể nào mà có thể chạm hết 13 con ma trong tâm yếu chúng ta đâu. Mình nói mình mạnh lắm nghe, mạnh lắm, nhưng mà gặp sắc đẹp cái nó yếu xìu à, anh hùng qua ấy mỹ nhân không có được đâu. Mà Đức Thầy nói là đại hùng cũng có thể qua được ấy mỹ nhân, phải không quý vị? Cho nên nếu không hội đủ năm sức mạnh của tinh thần này thì chúng ta vượt qua cửa danh chúng ta không cần danh, thấy không? Lợi danh không cần, tiền bạc không cần, nhưng mà qua cửa tình là nó gắt eo với nó nghe, cái này chặt cua coi chừng bị gãy khổ, phải không? Gắt lắm. Bởi vì cái cua này đó nghe, mà nếu chúng ta không điêu luyện khối tinh thần cho nó vững mạnh thì coi chừng chúng ta té, chúng ta té nhào gãy cổ liền. À, lật tay lái gì? Ở cái cua này có người đẹp đứng đó để cản đường ngăn lối thì làm sao anh hùng có thể qua được? Không bao giờ qua được. Anh hùng muốn qua được mà phải đại hùng mới qua được. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta đó phải điêu luyện khối tinh thần cho mạnh mẽ. Là gì? Là hội đủ năm sức mạnh của tinh thần. Khi hội đủ năm sức mạnh của tinh thần này, kinh Phật còn gọi là ngũ lực, một trong bảy phần, trong 37 phẩm trợ đạo Bồ Đề, thì hành giả sẽ thành tựu được hai trong ba chí đức mà thế gian thường ca ngợi Đức Phật Thích Ca khi xưa, đó là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đức Thầy xác định rất rõ cho nguyên đạo ráng tu cho quỷ khiếp thần không được tâm pháp Bồ Đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng thắng thất tình, giữ vẹn đạo trung trừ lục dục chớ cho ô nhiễm, thập tam ma diệt bằng trí kiếm, rất xong rồi vô sự thẳng thơm. Cho nên ai mà yếu yếu đó nghe, đừng có ga gió quý vị ơi, thấy không? Cho nên á, tướng của mình yếu rồi thì mình phải gào cái hàng gào giới lực lại, để không thôi giặt nó tràn cho nó giết tướng mình chết tại chỗ, sao đâu có dạy. Cho nên tôi nói tôi thấy yếu yếu rồi, gào hàng gào lại liền, đóng cửa lại liền, phải không? Sáu cửa bất thoát, không cho giặt nó vô. À, lục trần mà nó vào bên trong rồi nó phá tan quan cái nhà đạo của chúng ta quý vị ơi. Cho nên tôi thường nói đi, cầu nguyện cầu từng là làm phước là tốt. Mà vợ mình chở, vợ ta chở rồi nó chắc ăn bằng không em. Tôi nói rõ
rồi, không có làm gì trơn á. Chở người phụ nữ lạ ngang tuổi vợ mình, đẹp hơn vợ mình, trắng hơn vợ mình, thơm hơn vợ mình, là coi chừng đó nha, coi chừng có ngày bỏ mạng nha quý vị. À, tôi nói rồi, không làm gì hết trơn quý chú. Cái tâm dâm dục nó vừa khởi lên thôi, nhà tôi đã đủ chết rồi. Dâm tâm bất khả trừ, trần gian bất khả xúc. Cho nên hôm nay Đức Thầy mới nói. Đức Thầy nói thế nào? Đức Thầy nói đó là tủ nhiễm vào không thể bất an. Sách mới nó ngày kia lo khổ ta nghiệm xét, từ đời bàn cổ có ai dùng mà đặng thành tiên. Tiên gia còn chưa thành được, làm sao thành thật được? Không bao giờ ông thánh, ông tử đó không dùng sách rồi. Thì chúng ta tu theo Phật giáo để thành Phật không bao giờ dùng sách được đâu. Do đó mà hôm nay Đức Thầy nó tình trường đầy dãy thi hài là gì? Chẳng biết những bài học xưa thánh nhân còn hỡi răng chừa, huống chi Phật đạo tam thừa quy mô. Thì do Đức Thầy chúng ta đây, chúng ta phải tránh mới được. Bằng không em, cái người tu Đức Phật Thích Ca cho biết là ví như kẻ mặc áo cỏ khô, còn sắc dục ví như là gì? Ví như là lửa. Em, nếu chúng ta mặc áo cỏ khô mà đi gần lửa thì nó sẽ thiêu đốt nhà tu ra thành tro bụi. Thành tro bụi nha. Do nên lúc nào chúng ta phải giữ giới được cho tinh nghiêm. Hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là mau thức tỉnh, tu thân kẻo trễ. Nếu như chúng ta không giác ngộ tu thì chúng ta sẽ trễ mất ba điều. Một là trễ hội long qua. Hôm nay Đức Thầy cho biết đó, Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền chỉ làm hội long qua, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc, chư ban thiên tàu đà xác định khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi hạ quân này sai nó dập dục chìm đắm trong điện lợi danh gây nên nghiệp quả, lực trời đà trị tội. Xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thể trước ra trong khốn khổ. Sao chỉ rõ cơ quyền khuyên kẻ thể hướng thiện hoài đầu cải tà quy chánh thì mới mong thiên định ân xá bất tội căn để kiếp đến long quan chào Phật. Trước biết rõ lực trời thủ phạt cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhị màu kiếm diệm bậc chân sư tu hành mau cấp quả. Sao làm cho Phật pháp hưởng sự thái bình? Bởi vì vào thời mặt pháp này, nếu như những chúng sinh nào không nghe lời Phật dạy mà làm nhiều điều tàn ác, bất trung, bất thiếu, bất nghĩa, bất nhân thì sẽ bị tạo quá, tức là luật trời đào thải hết, và hội long qua không bao giờ có mặt của những chúng sinh ác độc, mà chỉ có những người tu hiền mới có mặt thôi. Lập rồi cái hội long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu gian tà hồn sát cũng tiêu thảm thương bá tánh chín chiều ruột đà. Phải không quý vị? Mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có là thân hội này. Nếu không có nhanh lên thì làm sao tu kiếp kiếp? Nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm chuyên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Cho nên Đức Thầy mới ý thức dạy chúng ta tu theo ai quý vị? Theo ai? Theo Đức Lục Tổ, theo Lục Tổ chớ theo thần tổ khuyên bổ đạo, chớ nên mê ngủ thức dậy tầm đạo chánh của hùng, đặng sao xem liệt quốc tranh hùng được sanh sống nhờ ơn chính đệ. Quá phép lạ biết bao mà kệ chính từng mây nhạc trổ tiêu thiều, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Thì chúng ta kịp hỏi long qua nha. Thứ hai, nếu không giác ngộ tu thì vô thường đến là sao quý vị? Có ngủ thông như bốn đêm thậm chí cũng không trốn được tử thần, phải không? Không bao giờ trốn được. Cho nên Đức Thầy nó khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh, lúc sao? Lúc bắt hồn mắt diệt cũng đi nè. À, cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là sao? Phải biết được cuộc đời này nó chỉ tồn tại trong một hơi thở mà thôi. Cái người mê thì nghĩ rằng mình sống tới 100 năm với người vợ đẹp chồng sang. Cái người giác ngộ thì biết đời người sống trong khoảng một hơi thở. Cho nên phải tranh thủ tu, từng phút từng giây trôi qua là vô cùng quý báu. Chúng ta phải tu tạo đầy đủ phước đức mới được vào cửa Phật. Chúng ta không thể đem một thiểu phước đức, tức là một ít phước đức mà vào được cửa Phật A Di Đà đâu, không bao giờ được. Cho nên Đức Thầy nói, trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên nhiều phước mà vào cửa Phật được, phải không? Cho nên không phải vô thường đến rồi, không còn kịp đâu quý vị, không còn kịp. Cả thứ ba là cái quả nghiệp đã kết rồi, có chạy đường trời cũng không thoát được. Đợi nước đến chân mới nhảy đường,
nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sau, chẳng gặp xuồng ghe chững mới rầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ nam mô cũng nhọc đầu không kịp nữa đâu. Phải nhanh lên mới được, phải nhanh lên. Cho nên thầy dạy chúng ta là mau thức tỉnh, tu thân kẻo trễ. Phải nhanh lên, tu là phải tu liền, sửa là phải sửa liền, buông bỏ tham vọng phải buông bỏ liền em. Chứ mà một tay nắm lấy hoa sen, một tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời, nó nhùng nhằn nhũng nhẵn không có về Phật được, không bao giờ về. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hết muộn màng. Chừng nào đến tội quý vị? Ý Đức Thầy muốn cho biết chúng ta thấy được luật nhân quả ở đây nè. Tính tội cho quý thành đạo, khi quả nghiệp đã kết thì không bao giờ trốn thoát được. Bởi vì Đức Thầy cho biết đó là địa ngục cũng tại tâm làm quỷ, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại đó. Trồng bông kiển giống chi hưởng đấy. Quý vị trồng cái nhân nào thì khi hội đủ nhân duyên nó sẽ cho ra cái quả y như vậy. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp, chúng ta cũng chính là người thừa tự nghiệp. Mình là người tạo nên nghiệp và chúng ta cũng là người thừa tự cái nghiệp do chính mình tạo ra, phải không? Đó, do đó mà hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là phải tin sâu luật nhân quả. Đến một khi chúng ta tạo ác mãn một đời mà không tu hành thì khi quả nghiệp kết là chúng ta không thể nào chạy thoát được. Chừng đó mới trời ơi đất hỡi, mang khổ hình gì bởi chẳng tu, ham vui quyền quý dạy ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Ta nào có nói thêm cho chúng, quá yêu đời viết tung ít câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ suy cho cạn mới hầu khôn ngoan. Phải tin sâu vào luật nhân quả do Đức Phật Đức Thầy thuyết ra. Luật nhân quả thật là cao diễm suốt, cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc hẳn ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Chứ bằng không thì đó ha, một khi quả nghiệp đã kết thì không có chạy đường nào được. Có thần thông lên trời xuống biển nhưng không thể nào trốn được tử thần. Bốn anh em thậm chí là đã tu chứng được ngũ thông. Một hôm ngồi lại bàn với nhau, anh em chúng ta biết được 7 ngày sau tử thần sẽ đến bắt chúng ta. Như vậy thì đó, chúng ta là đã tu hành chứng được ngũ thông, chả lẽ là mình chịu chết giống như phạm nhân sao? Không, bây giờ phải bàn tính cách nào thoát tử thần. Cái anh thứ nhất đó là bàn là tôi sẽ chẻ núi tu di trốn trong đó, tử thần không thấy bắt đâu có được. Một anh kia chui xuống lòng, chui xuống biển, trên không thoát, ló đầu dưới không đụng đất, em tử thần không thấy đâu bắt. Cái anh thứ ba là cho rằng tàn hình vào hư không, em thì tử thần không thấy đâu bắt. Cái anh thứ tư cho rằng tôi quá ra một người khác, cái gương mặt khác, thân tướng khác, lẫn lộn vào đám đông giữa chợ thì tử thần không biết tôi đâu bắt. Đến cái ngày đó là tử thần, đến ngày thứ bảy thì bốn anh em thậm chí đồng chết một loạt. Cái ông mà trong núi tu di đó nghe, chẻ núi tu di trốn chổng nó khỏi thần chôn. Ai gì chẻ núi tu di ngồi chổng rồi thì chết đó luôn à, khỏi thần chôn. Cái anh á trên hư không gớt xuống chết, anh dưới biển trồi lên chết. Còn cái anh á ở giữa chợ đông nó tự nhiên ngã ngang chết. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật ở tịnh xá kỳ hoàng của cấp cô độc đó, mới nhìn thấy việc làm mê tín của bốn anh em phạm chí dùng thần thông mà trốn tử thần. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói kệ. Đức Phật nói là phi không phi hải trung, phi nhập sơn thạch giang, vô hữu địa phương sở, khả thoát bất thọ tử. Có nghĩa là chẳng không chẳng biển cả, chẳng vào trong núi đá, không có miếng đất nào thoát được cái chết cả, không bao giờ thoát. Cho nên Đức Thầy nên gần hấp hối, tâm thần sao sát, trí dẫn dơ kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến đất Long Chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Nhiều phương thuốc bởi vì giàu mà, phải tìm thuốc quý nha không? Nhiều phương thuốc ngừa sau năm trước, mà cũng không thoát luật từng quần, giàu ẩn nơi cùng cấp thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi. Trốn đi đâu, trốn đâu được hết trơn á, phải không quý vị? Không bao giờ trốn ra được. Hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta đó là chỉ có trốn vào một cái nước này là an toàn tuyệt đối, không còn chết nữa. Tôi đố quý vị nước nào em? Đồng đạo nói Đức Thầy nói đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha ha, vậy số mau kiếm chữ ma ha, ma ha là đại đạo của Phật Thích Ca, thì Phật cứu khỏi nơi khó lửa. Vậy trốn nước nào mà sống? Tôi nói là khắp hoàn cầu trốn đâu. Thầy dạy chúng ta trốn vào hai nước là sống, một là nước tương, hai là nước muối, phải không?
tương dương với cháu rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhà ngạ. Trốn vô nước tương với nước muối là chắc cú, chắc cú là khó em, còn nước nào cũng chết hết. À, như vậy thì Đức Thầy cho chúng ta biết đến tội rồi mới hối mộ màng, chi cho bằng ta sớm lo toan. Lo toan là sao đó vậy? Lo toan là lo trước mọi việc, đừng để mọi việc quá muộn màng vượt khỏi tầm giới của nhà tu thì chúng ta hối cũng đã muộn rồi. Đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan là lo toan là lo gì quý vị? Lo tu đó, lo toan là lo tu nghe. Hôm nay Phương Kiều nói Nguyễn Năm không à, Đức Thầy nói nè, ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày là gì? Làm ruộng, cuốc là làm rẫy. Lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành, chuyên nghe quý vị, chuyên tu hành, chuyên tu sửa ba nghiệp thân khẩu ý rồng rạc xuyên suốt, chuyên hành thiền niệm Phật rồng rạc xuyên suốt không dừng nghỉ, chuyên giữ tám điều răn cấm Đức Thầy rồng rạc không dừng nghỉ, chuyên hành thiền rồng rạc không dừng nghỉ, trì tịnh rồng rạc không dừng nghỉ, chuyên làm các việc phước thiện rồng rạc không dừng nghỉ, chuyên tu các phương pháp để được phát hai trí huệ rồng rạc không dừng nghỉ, gọi là tu chuyên. Thầy sử dụng chữ chuyên. Còn những cái dạng tạp tu chưa biết đạo, cái chỗ ăn chay cũng có họ, mà cái chỗ ăn nhậu cũng có luôn. Đây là tạp tu nha, cái chỗ ăn chay là có mình mà ăn nhậu không có. Cái chỗ làm thiện là có mình để tu chuyên mà làm ác không có. Thấy không? Cái chỗ mà bàn việc nói chánh ngữ là có mình mà thị phi không có. Thấy không quý vị? Nơi nào có bàn vấn đề về Phật Pháp báo đáp tứ đại trọng ân tinh tấn mà hành theo giáo pháp tứ đại trọng ân của Thầy là có mình, mà tứ đổ tường là không bao giờ có mặt của người tín đồ đó, gọi là tu chuyên. Còn nơi nào ăn chay có mình, ăn nhậu cũng có mình, làm thiện cũng có mình, làm ác có mình, đây là tạp tu, không phải chuyên. Đức Thầy sử dụng chữ chuyên là rồng rạc. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh. Ai bước vào đường đạo mà còn tranh đấu lợi danh, còn danh lợi là người này còn mệt. Xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao tria, gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tột, tâm lìa cõi mê. Không phải lo tu không? Lo tu. Chỉ toàn gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan, dạy khuyên những kẻ ngổ ngang, biết câu lục tự dình đàn tử ân, ở trần sự trọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật, gửi thân liên đài. Siêu việt không? Cầu cho mối đạo hoằng khai, cầu cho tấm họ bồng lai được gần, sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió dạng sương, Phật đài phưởng phất mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cậy nương đức màu, từ bi oai lực nhiệm sâu, độ con thoát chốn ưu sầu trần ai. Hết sức là thâm diệu cái đoạn giảng này trong Nguyễn Năm của Thầy. Như vậy chỉ cho bằng ta sớm lo toan. Lo toan điều gì? Lo tu đó, dình giới luật, nghe kinh trọng Phật. Dình giới luật, nghe kinh trọng Phật, chỉ hành trang về cõi Phật chỉ có bao nhiêu đó là đủ. Tại sao? Quý vị biết tám vạn 4.000 pháp môn tu của Như Lai tuy nói rộng như biển cả, nhưng tất cả đều phải đi trên nền tảng căn bản của giới luật mới được thành tựu. Quý vị tu thiền cũng giữ giới mới đắc, quý vị tu tịnh cũng giữ giới mới đắc, quý vị tu phước phải giữ giới mới đắc, quý vị tu huệ cũng giữ giới mới đắc. Tu pháp nào cũng phải đi trên nền tảng căn bản của giới, là pháp tu vô lậu. Giới là pháp tu vô lậu chứ quý vị đạo. Pháp tu vô lậu đoạn trừ tận gốc căn bản phiền não, đoạn trừ tận gốc lậu hoặc vô minh. Cho nên đi trên nền tảng căn bản của giới luật là trong sạch, là trong sạch. Nếu chúng ta hành thiện khắp cả thế gian mà không giữ gìn giới luật cho tinh nghiêm thì người đó hưởng được phước báo nhân thiên thôi, chứ không thể nào về cõi Phật, bởi lậu hoặc chưa hết. Cho nên tu pháp tu giữ giới là tu theo tam vô lậu học. Cho nên tám vạn 4.000 pháp môn tu của Đức Phật tuy nói rộng như biển cả đều phải đi trên nền tảng căn bản của giới luật mới được thành tựu. Bởi chúng ta biết tính chất của giới luật là đình chỉ tất cả những hành động lầm lỗi. Công năng của giới luật là đem lại cho người giữ gìn từ sự an lạc của chư thiên cho đến sự giác ngộ của Phật Đà. Cho nên thở Đức Phật còn trụ thế trước lúc gần nhập Niết Bàn, Như Lai đã dặn dò các thầy tỳ kheo rằng sau khi ta diệt độ
thì các ngươi phải tôn kính giới luật lên làm thầy và phải giữ gìn cho thật nghiêm chỉnh thì mới đạt được trí huệ và các món thánh tài. Trên đường tu hành mà có được giới luật thì quý báu như nơi tối tăm, mà có được đèn đuốc như người nghèo khổ, mà có được bạc vàng. Thế nên các ngươi cần phải phụng hành giới luật như khi ta còn trụ thế vậy. Điều này Đức Thầy chúng ta đã xác định rõ lắm rồi, đồng đạo chúng ta nằm lòng hết rồi. Không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà lại không giữ luật. Kẻ nào làm trái luật lệ trong sự đạo đức, giàu không xưng tôi đạo hay là chưa bị bôi tên, cũng bị trách nhiệm việc làm của họ và bị coi như người ngoại đạo, là ngoại đạo hết. Dù hành thiện cả thế gian không giữ giới luật 8 điều cấm của thầy là ngoại đạo, là ngoại đạo, khẳng định là ngoại đạo. Như vậy thì chúng ta biết giới là gì? Đức Phật cho biết trong kinh Phạm Võng đó là giới minh nhật nguyệt diệt như anh lạc châu di trần bồ tát chúng do thị thành chánh giác, nghĩa là giới sáng như mặt trời mặt trăng, quý như hạt châu anh lạc, các bồ tát đắc đạo đông như di trần cũng đều trì hành giới luật mà được đắc thành đạo quả. Tam thế Phật pháp giới di căn bổn, bổn chi bất tu đạo diễn hồ tai, chư Phật thuyết pháp ba đời đều lấy giới làm môn tu căn bản, căn bản mà không tu thì đạo xa lắm vậy. Bởi Phật tổ đã từng dạy rằng giới là kho diệu pháp, là của xuất thế, giới là tàu bè lớn đưa người qua biển khổ sanh tử, giới là pháp vô ý phá tan tà kiến độc hại, giới là tướng võng mãnh và pháp ma quân, giới là hào thành ngăn che được giặc phiền não, giới là đất bằng để kiến tạo tòa lâu đài định huệ. Cho nên hôm nay Đức Thầy mới nhắc nhở chúng ta là cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày, còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Thầy xét tâm tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm, trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm, chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Như vậy thì tám điều răn cấm của Đức Thầy chúng ta đó chính là giới luật cơ bản của Phật giáo Hảo, được Ngài viết ở trong Tôn Chỉ Hành Đạo vào tháng 5 dương lịch 1945 tại Sài Gòn. Tây Đức Tôn Sư chúng ta viết tám điều răn cấm cho người tín đồ gìn giữ đó, rất là ngắn gọn chú ý đạo, nhưng đã hội đủ tam tụ tịnh giới của chư Bồ Tát thường hành, còn gọi là tam tụ giới của Bồ Tát đạo. Tam tụ tịnh giới là gì? Nó có ba công năng. Tam tụ tịnh giới là gồm có là nhiếp luật ghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích thủ tịnh giới. Tám điều răn cấm của Đức Thầy tuy viết rất là ngắn gọn nhưng đã gì, đã trùng kể cả 250 giới của tỳ kheo, trùng kể cả 348 giới của tỳ kheo ni, 10 giới sa di, 8 giới của cận sự nam cận sự nữ và 5 giới u và tắc u và di ở bên Phật giáo, trùng hết trơn gọi là bồ tát giới, gồm có nhiếp lực ghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiếp ích thủ tình giới. Như vậy chúng ta tìm hiểu công năng thứ nhất, nhiếp lực ghi giới chúng ta giữ 8 điều răn cấm của thầy nè. Công năng thứ nhất là nhiếp lực ghi giới sẽ giúp cho ba nghiệp chúng ta dừng lại, không còn tạo ác nữa. Tức là nhiếp lực ghi giới là bỏ hết tất cả các điều ác, một việc ác nhỏ không được làm. Nhiếp thiện pháp giới là thúc đẩy cho ba nghiệp thanh khẩu ý chúng ta tạo nên vô lượng phước đức, vô lượng phước đức em. Như vậy nhiếp thiện pháp giới là làm hết tất cả điều thiện, là sanh công đức ngay tại đây. Bởi vì trong Thắng Năng Kinh Đức Phật dạy bà Thắng Năng Phu Nhân đó, ác tận ngôn công thiện mạng giết đức, nghĩa là diệt trừ các điều ác ấy gọi là công, hoàn mãn các điều thiện ấy gọi là đức, sanh công đức ngay hai công năng đầu tiên, phải không? Nhiều ích thủ tình giới, người tu đã thực hiện xong tinh thần tự độ rồi, còn thực hiện công hạnh độ tha của Bồ Tát đạo phổ thế chúng sinh. Nhiều ích thủ tình giới là nương giới mà làm lợi lạc cho các giới chúng hữu tình. Như vậy tám điều răn cấm của Đức Thầy chúng ta tuy viết rất là ngắn gọn nhưng đã hội đủ là tam tụ tình giới của Bồ Tát đạo, nhiếp lực ghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiếp ích thủ tình giới, giúp cho người tín đồ chúng ta trì hành lâu dần sẽ dần dần thành tựu được ba giác tròn đầy, đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Ba giác tròn sáng mới xưng là Phật. Cho nên Đức Thầy cho biết á, người tín đồ nào mà dương dân giữ tám điều răn cấm của tôi một cách kỹ lưỡng, không vi phạm dù một lỗi nhỏ, thì người đó sẽ hưởng được 1.000 diệp phước nhân. 1.000 diệp phước nhân ấy có đủ diệu năng đưa người đó đến dự hội Long Hoa và sống đời thượng nguồn thánh đức. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là gìn giới cấm, sửa tâm ô tạp niệm Phật thì phải dẹp lòng tà nhớ từ bi, hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là trì chỉ.
tu thân thiện tính phải chuyên cần lục tự Di Đà giữ tự à. Và đồng thời Đức Thầy cho biết là đồ lao muốn lắm sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà, Phật đạo trao dồi tâm tánh lại giác thuyền chuyên chở lúc can qua. Đức Thầy dạy người tín đồ không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, không đàn điếm, không buôn lậu đầu cơ, không cho gia cắt cổ, không lưu điếm ba phiện, làm những nghề lương thiện, không có lừa gạt ai, bỏ những thói gian xảo, không không và không không. Thì điều tu đắc đạo hết. Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian để sao có hội coi hàng coi tiên, coi Phật mới ngoan bớt trần, điếm đàn đĩa thỏa chết gần, để sao xem thấy non tần xôn xao, tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bền lòng niệm Phật thì sao thăm nhà. Dình với lượt khen, dình với lượt xong rồi, nghe kinh, trọng Phật, nghe kinh. Kinh là gì? Kinh là lời Phật dạy. Kinh là lời Phật dạy, mà lời Phật dạy đều là chân lý. Chân lý là gì? Chính là sự thật. Để cho chúng sanh nhận ra sự thật, thoát khỏi sự mê lầm dối giả ở cõi trần này. Như vậy kinh nó vừa khế cơ vừa khế lý. Chẳng những khế cơ khế lý mà còn khế hợp với tất cả căn cơ trình độ của chúng sinh. Chẳng những khế hợp với tất cả căn cơ trình độ của chúng sinh mà còn khế hợp với cả vũ trụ vạn hữu của trời và đất, nên gọi là kinh. Mà giáo lý Đức Thầy chúng ta là giảng cũng rút trong các luật các kinh, là phương tiện hóa thành giảng. Cho nên sấm giảng thì dân giáo lý toàn bộ của Đức Thầy cũng như giảng kệ của Đức Thầy cũng là kinh của người tín đồ Phật giáo Hoạo nói riêng, là kinh của toàn thể Phật tử trong toàn thế giới này nói chung, thấy không? Cho nên Đức Thầy nói nghe kinh có công năng gì? Nghe kinh có công năng giúp cho chúng ta tiêu trừ phiền não, diệt trừ tất cả những sự tham đắm dục vọng trong cõi thế gian này, bệnh chi cũng hết, giúp cho chúng ta bài trừ tất cả những gì, loại trừ tất cả những chướng nghiệp phiền não dục vọng mê đắm trong cõi thế gian này, và giúp cho người tín đồ chúng ta thành tựu được trí tuệ vô thượng. Nghe kinh, chứ chúng ta không nghe kinh, quý vị thử nghe nhạc trữ tình coi, phải không? Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ và cảm giác sao. Mấy ông mà có vợ bé, mấy người có tình nhân bắt đầu mới nhớ, mới nhớ những cái điều tầm bậy không. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta nghe kinh nè, là tiêu trừ phiền não, tất cả dục vọng không còn nữa, tình dục không còn, tham đắm không còn, tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng diệt tinh âm, trần gian sai đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm, phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rằng chánh pháp thoát tà dâm, phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tịnh trí tu thân khỏi lạc lầm, hào quang chư Phật gọi mười phương, đạo pháp xem qua chứ gọi thường, chuyên chú nghĩ si từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thần lương. Chứ hằng ngày bà nghe nhạc trữ tình là chết nha quý chú, chết nha em, tóc ngang lưng nửa chừng em bới để chi dài bối rối lòng anh em, phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa em về làm mê, chúng sinh đã mê rồi làm mê thêm, bằng chúng ta nghe kinh á, nghe giảng thầy coi à, tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết, thoát mê si nghiệm lẽ quyền thâm, mau chân bước đến Long Hoa hội, chầu Phật hòa vui cõi đại đồng. Ở chúng ta ham tu, chúng ta ham tu vô cùng, phải không? À, giỏi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui dày xem hội hội Long Hoa, là chúng ta phá mê. Như vậy thì nghe kinh trọng Phật, trọng Phật thì chúng ta phải kính thầy, phải nghe lời thầy dạy. Vậy Đức Thầy đặt cho tên của tôn giáo chúng ta là Phật giáo Hoạo. Mỹ ý Đức Thầy muốn gì? Muốn chúng ta hòa đó quý vị, phải không? Từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc nhà giàu sang, chớ chia rẽ phải đồng tâm lực khu vọng vàng, đánh thức bốn phương chánh hưng, Phật giáo học đường dưới trên hòa thuận, chọn đường quy nguyên, phải không? Bằng chúng ta không nghe nói theo lời thầy, chúng ta cãi nhau, chúng ta nghịch lẫn với nhau, chia rẽ nhau, là chúng ta không phải là tín đồ, chúng ta đâu nghe lời thầy. Như vậy nghe kinh trọng Phật, chúng ta trọng Phật kính thầy, mà chúng ta không hiểu mỹ ý của thầy muốn dạy chúng ta những gì. Qua cái tên Phật giáo hòa hảo của tôn giáo chúng ta, chúng ta kính Phật nhưng chúng ta không hiếu thảo mẹ cha, chúng ta không hiểu ý của Đức Phật Đức Thầy đó. Có một cô gái này kính Phật lắm nhưng mà là bất hiếu với mẹ. Một hôm trước nhà cô đó có một cái quầy chuối hương nó chín thơm lắm, cô mới cắt một nải chuối chín đến chùa cúng dường cho Phật. Thì lúc bấy giờ đó ở chùa đó có một vị sư tu hành đã đắc đạo rồi, mới biết được ông có tha tâm thông, biết được cái tâm ý cô này kính Phật như lại là bất hiếu mẹ cha. Ông mới nói á, thiền sư mới nói, cô gái ơi, ở đây không có Phật, chỉ có tượng cốt của Phật thôi, mà cô đem là trái cây đến đây để cúng Phật, không có Phật, ở nhà cô có Phật.
Cô gái lấy làm lạ, thưa sư, nhà con có Phật hả sư? Đúng rồi, nhà con có Phật, cô mau mau về cúng Phật ở nhà, chứ ở đây chỉ có tượng cốt chứ không có Phật. Vậy thì thưa sư, con từ trước tới nay con muốn gặp Phật mà không biết mặt mũi Đức Phật sao, mà con nếu gặp được Phật con mừng lắm. À, con mừng lắm, nhưng mà phải nhận diện sao mới biết Phật. Thì sư mới nói con về nhà thấy người nào mang dép ruột là Phật đó. Cái cô gái về xíu về nhà mới kêu mẹ ơi mẹ em, cái lúc mà cô gái mà đem cái nải chú chín đi đó, là cái bà mẹ đó là bà nói là anh ấy là con gái ơi mẹ thèm trái chú chín lắm, con cho mẹ ăn trái. Cái cô nạ cô nói bà nãy chú đi cúng Phật mà bà ăn trái mất sao cúng Phật được. Cái bà cô gái hung dữ quá nạt mẹ mình, cái mẹ mình sợ cái mẹ bà mẹ bà đứng đinh bà gục cái đầu đinh hình, đem cái nãy chú đến cúng thầy thì sư nói nhà có Phật chứ đấy có Phật. Khi mà đem về nhà đó cô gái nó kêu mẹ ơi mẹ, thì sư nói nhà mình có Phật, con mừng quá mẹ ơi. À, con mừng quá. Cái bà mẹ đang nấu cơm trong bếp đục đục nghe con gái mà nó hung dữ mà nó kêu cái quả hồn, cái bà chạy dội cái bà mang dép ngược, chiếc trái qua bên phải chiếc phải qua bên trái. Cái cô gái đó tiền sư nó nhìn ai mang dép ngược là Phật. Cô gái nhìn xuống dưới thấy mẹ mình mang dép ngược mới phát hiện được lời của Phật dạy là sao: cha già như Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Lúc bây giờ cô gái hai dòng lệ tuôn chảy, ôm mẹ mình sám hối kể từ đó hiếu thảo với mẹ hiền, không còn dám mà nạt nộ hung dữ với mẹ nữa. Bởi vì cô gái hiểu được lời Phật dạy, đó là lại chi tượng cốt Phật đồng, trở về lại kẻ ẩm bồng năm xưa là mẹ của chúng ta. Cho nên trong Kinh Di Lặc có bài kệ rằng: quý vị đi tìm phú bảo đâu, ngoài nuôi cha dưỡng mẹ, hết lòng hiếu kính và làm các việc thiện theo lời thầy. Đó là nhân sanh Phật hữu ngự tại gia, lắm kẻ vô tình luôn bỏ qua, chẳng phải vàng thao luôn đục tượng, không do cây gỗ chạm mài ra, vốn là cha mẹ tâm sanh dưỡng, ân trọng dường Di Lặc Thích Ca, cố gắng đáp đền xong hiếu thảo, khỏi cầu công đức tận đâu xa. Quý vị thấy cái điện thoại tôi là 11:20, ban tổ chức nó 11:30 là đúng 10 phút sau nghỉ nữa quý vị. Cái này ban tổ chức báo còn 5 phút là không đúng nghe, nãy tôi ca anh rồi. Hồi nãy lên 10 giờ là mười mấy phút rồi, phải không? 11:30 thì đúng 11:30 nè, phải không? À, như vậy thì dình với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đầu mắt. Đến lâm chung quả lành đến khi chúng ta bỏ xác thân này thì Đức Thầy cho biết hệ nhân toàn thiện, ác quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện. Vậy luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ đến câu nhân quả của Phật dạy: nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện. Vậy vậy thì chúng ta đã gieo nhân toàn thiện rồi thì mai này nó trổ cái quả gì? Cái quả an vui hạnh phúc, cái quả giải thoát, cái quả gì? Liễu sanh thoát tử, cái quả bồ đề. Cái quả là diệu quả diệu giác, tất sanh tất diệt. Chữ bồ đề như cội bá tòng, ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng. Hai từ bồ đề là giác ngộ đúng không quý vị? Chữ bồ đề như cội bá tòng, ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được định chừng diệu quả. Diệu quả là quả Phật, nó qua đẳng giác rồi, là diệu giác là Phật quả. Như vậy đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Cõi Tây Phương là chỉ cho thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Theo lời Phật tổ cho biết đó, trong kinh Tiểu Bổn Di Đà, Đức Phật Thích Ca khi khai thị pháp môn Tịnh Độ đã kêu tôn giả Xá Lợi Phất lại mà bảo rằng: bởi vì ông là đệ nhất trí huệ, chỉ có ông mới có đầy đủ niềm tin cho tất cả Phật tử tin vào pháp môn vô vấn mà tự thiết, tin vào pháp môn mang tính mà khó tin này để tu theo pháp môn đó thì được giải thoát. Cho nên Phật mới kêu: này Xá Lợi Phất, bỉ độ hà cố danh di cực lạc, kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, Tịnh Độ Chi Lạc cố danh cực lạc. Có nghĩa là sao gọi thế giới ấy là cực lạc? Bởi vì tất cả các hạng chúng sống trong cõi ấy toàn hưởng sự vui, không có các khổ, nên gọi là cực lạc vậy. Này Xá Lợi Phất, cách đây 10.000 muôn ức cõi Phật, ở vị hướng Tây có một thế giới tên là cực lạc, nơi đó có Đức Phật A Di Đà đang làm giáo chủ và Ngài đang thuyết pháp độ sanh tại đó. Và đồng thời Đức Phật Thích Ca vì lòng thương chúng sanh vào đời mạt pháp không thể tu các pháp môn khác trong một đời mà giải thoát, duy chỉ có pháp môn Tịnh Độ là một pháp môn có 4 điểm thù thắng: đối cơ đệ nhất, dị hạnh đệ nhất, quảng độ đệ nhất và cứu cánh đệ nhất. Đây là một pháp môn siêu thắng, khế hợp ba căn, quảng độ 5 loài, dễ tu và dễ đắc, mà nhà Phật còn gọi đây là môn tu hoành siêu tam giới, chỉ trong một kiếp là ra khỏi sanh tử. Mà Đức Phật Thích Ca đã đưa ra lời quyền ký trong kinh Đại Tập rằng: mạt thế ức ức người tu không một người đặng giải thoát,
chỉ nương vào pháp môn niệm Phật mà ra khỏi luân hồi. Phật tổ dạy ái hà thiên xích lãnh, tức là cái sự tham ái của chúng ta nó rộng sâu như biển cả, nó dài như sông vậy đó. Ái hà thiên xích lãnh, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cảo cấp niệm Di Đà. Nghĩa là ngàn thước rộng sâu bể ái hà, muôn ngàn khổ hải dấn thân ta. Nếu ai muốn thoát luân hồi khổ hải kiếp, mau mau niệm Di Đà. Như vậy thì đến năm chung quả làm đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. A-di-đà nhìn xem khắp cõi đặng trông chờ mong mọi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Tìm kiếm người hiền đức quý vị, còn những kẻ ác thì không, không bao giờ. Cho nên hôm nay Đức Thầy đã có đôi khi Thầy chỉ Phật Tây Phương, nhưng sợ tín đồ tìm Phật hoài tâm sẽ không bao giờ gặp Phật, cho nên Đức Thầy mới phá tướng. Đức Thầy nói ra đường đạo lý chớ nên chán nản, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí, là Phật trong tâm của chúng ta. Lúc này thế giới bi ai chẳng nói vắng dài, Phật nọ tức tâm. Phải không? Phải tức tâm không? Như vậy thì nếu hôm nay chúng ta tu theo đạo Phật giáo hòa hảo mà chúng ta không hòa, thì chúng ta tìm Phật ngoài tâm. Chúng ta tu theo Phật giáo hòa hảo mà chúng ta còn sân si ái ấu, là chúng ta tìm Phật ngoài tâm. Chúng ta tu theo Phật giáo hòa hảo mà chúng ta nam mô mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật, lòng thì tà gian, là tìm Phật ngoài tâm. Và ngược lại Đức Thầy dạy, nam mô miệng niệm lòng lành, bá gia phải ráng biết rành đường tu, biết hành đường tu đó, chứ biết lớp chết sao được. Bởi vì hôm nay chúng ta theo Phật giáo hòa hảo là gì? Là tu theo chánh pháp vô vi. Đức Thầy nói trong bài Diệu Pháp Quang Minh rõ lắm, tầm vô vi kiếm cảnh niết bàn, thuyền từ bi thẳng cánh nước sang, qua đông độ vớt người hữu đức, để ái hà gươm linh xuất dứt, lòng bồ đề sắc đá giám kình, cả tiếng kêu lớn nhỏ để huynh noi chí ấy sửa sang thời thế. Trời quá bụi chinh chinh vừa xế, chợ ít đâu cũng lặng về đây, lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Nẻo thẳng là nẻo gì? Là bát chánh đạo. Đi theo bát chánh đạo là nẻo thẳng. Cái tưởng Phật được lúc đầu hôn là một con đường, đêm khuya muốn giật nồi con của người là hai con đường cong quẹo. Con đường này không về cực lạc được, mà đường thẳng nó về cực lạc. Cho nên hôm nay Đức Thầy nói đó, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Thần thức của hành giả sau khi thân hoại mạng chung không còn nhập vào thai sanh của người phụ nữ, để là chịu tối tâm tồi túng. Rồi sau khi ra khỏi cái cửa sản mô mô quế, phải như hai viên đá ép mình cất lên tiếng khóc chào đời, để tỏ ý chẳng bằng lòng với cảnh cực nhập. Mà là ngược lại, thần thức của toàn bộ tín đồ Phật giáo hòa hảo của chúng ta sẽ được nhập thai sen tinh não. Em thần thức nhập thai sen tinh não nên khỏi màng lo nội khổ sanh, thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ não, thể thanh tịnh thường không nghi máu, hết lo toan nắng lạnh gió mưa, khổ bệnh kia bởi đó mà chừa, ta thoát cuộc lao đao vì nó, đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên tất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám bắt hồn, thoát lương chuyển khỏi đeo khổ tử chưa diệt. Cho nên nó tốt đại này, Đức Thầy nó cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh năm loài nha, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Như vậy chúng ta nhìn lại 4-6 câu kim ngôn Đức Tôn Sư dạy không? Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hóa muộn màng. Đây thuộc về phần là ký đạo. Chi cho bằng ta sớm lo toan, nhìn với lực nghe kinh trọng Phật. Đây thuộc về phần tu đạo. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Đây thuộc về phần chứng đạo. Vì hôm nay người tín đồ đã hoàn mãn tâm hạnh tu của mình rồi, hoàn mãn hai điều nhân và nghĩa rồi. Bởi vì chữ nhân theo Nho giáo là phải có lòng bác ái rộng khắp cái biển cả, thu hấp vô lời. Chữ nhân của Phật giáo là từ bi vô lượng, trùng kể cả cái nghĩa bác ái của Phạm Thánh. Chữ nghĩa của Nho giáo là làm tốt đạo làm người. Chữ nghĩa của Phật giáo là gì? Là đi đúng trên con đường bát chánh đạo, hoàn mãn bát chánh là được giải thoát. Cho nên chỉ cần chúng ta hội đủ hai điều nhân và nghĩa là được giải thoát hết. Chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ dắt lần về ngôi, có ngày mở rộng quy khôi, non thần gian kiểm khùng ngồi xử phân, quyền cơ mái tạo xoay dần, đồng về Phật cảnh mười phần xinh tươi, thánh tiên vừa nhích miệng cười, chúc mừng trần thế có người chân tu.
Còn những ai quy y mà để y nè, chết gánh chịu khổ đừng than. Con nào hiền thì diện thảo ngay đứa ngộ nghịch, một mai đứa cổ. Ai mà ta dạy chẳng nhìn thì sao đừng trách mất tình yêu được. Bởi vì một A Tỳ dựa kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối. Hôm nay chúng ta là người tu thật, tu thật tâm thì được thảnh thơi, tu giả dối thì lao tỳ lý. Không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Đức tôn sư chúng ta đã vắng bóng rồi, gì vắng bóng rồi nha. Nhưng đây là một phép thử vô cùng siêu tuyệt của thầy, để đức thầy chúng ta xem tín đồ nào tu thiệt, tín đồ nào tu giả, tín đồ nào tu tiền, tín đồ nào tu đức, phải không? Tín đồ nào tu tiền thì bỏ vào cái lò luyện kim của thầy là hiện ra nguyên hình hết trơn. Tiếc làm sao lên lưng bạch hạc bay cả trời, tỏ ý từ bi khắp thế gian con thảo phục quỳ. Chầu chúc đệ cha hiền ngọc đế gẫm dinh nhục xanh trong thế hệ. Tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc. Con tiên cháu Phật gồm một nơi sửa sang tiêm tích, xử phán người cùng vào tử vong cho dương trần rõ lực thiên công. Có địa ngục thiên đường hay chẳng, các chúng sanh nghe rồi im lặng suy cho tường, rồi sẽ biện minh cơn vui tay từ tạ thiên đình. Cho phép lão tấu trần đôi lẽ, đời thầy dạy thật là cặn kẽ bao nhiêu tình, bác ai góp tôm trong bá gia tìm đạo quá mồm. Thôi giả thế ước mong đời thành, ngài đức thầy chúng ta quay gót là ai tu công đức phước đức nhiều sẽ được ban thưởng bồ đào rượu thánh trà tiên, phải không? Cỏ cùng cây điệu thú chi muôn nhân với dịch quần lai bổn tánh, đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà. Đồng hát câu phụ tử khải ca, chốt trăm họ muôn nhà thạnh ới bồ đào rượu thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi chung. Thấy không quý vị, để giảng đến đây khép lại. Trước khi rời khỏi diễn đàn, một lần nữa xin chân thành nhắc lại lời giáo huấn của Đức Tôn Sư trong giáo lý chúng ta y cứu phụng hành, thì dạng người tu dạng người đắc, khuyên trong nam nữ chợ quê cúi đầu thiện niệm, trong về Tây Phương tu cho kẻ bạo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cửu quyền chờ trong. Và câu tu là trong tâm trí du mì, tu hèn tu thảo, vậy thì cho xong tu cầu cứu giới tổ tâm, giới cho bá tánh máu hồng bất rơi, tu cầu cha mẹ thánh thơi, quốc dương thị thổ chiều môi phản hồi, tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tò xem. Thầy giảng xin khép lại, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý cấp chính quyền, quý vị quan khách, khách quý, các nhà mạnh thường quân, các tiền hữu trí thức, thân hào nhân sĩ, quý cô bác đồng đạo chúng ta xa gần đồng trở về đây hộ pháp, để giúp cho ban sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo của xã Phú Hữu diễn ra thành công tốt đẹp. Kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe, gia quyến được dạng sự an hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc toàn thể chư quý đồng đạo chúng ta thân tâm đường thường lạc, đạo quả viên dung, để chúng ta tinh tấn thực hành giáo pháp, học Phật tu nhân theo lời dạy Đức Thầy, để chúng ta hoàn thành cái ước muốn của Đức Tôn Sư chúng ta hằng bao ước, đó là ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú tâm lắng nghe. Lễ phép kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn giáo lý viên Trần Thị Phương Kiều vừa thuyết xong đề tài thứ hai. Kính thưa chư quý đồng đạo, hôm nay chúng ta đã được tiếp thu hai đề tài do vị giáo lý viên Ban trị sự Trung ương chia sẻ, qua đó giúp chúng ta nhận thức đúng về giáo lý của tổ thầy, rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu làm hành trang trong bước đường tu học. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức cảm ơn giáo lý viên Trần Thị Phương Kiều, và cũng không quên chúc giáo lý viên dồi dào sức khỏe, trí huệ phát khai. Xin cổ vũ cho một tràng pháo tay. Nam Mô A Di Đà.